tin nóng. Một vụ cướp vừa diễn ra ở bảo tàng Louvre hôm nay. Một bảo vật rất giá trị đã bị trộm mất. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị cảnh sát bám đuổi với tốc độ cao suốt 18 cây số trước khi bị bắt. Theo nhân viên bảo tàng, bảo vật bị trộm có tên là Sâm Chi Đồng. Sâm Chi Đồng cùng hai bảo vật khác là Mệnh Chi Dực và Linh Chi Tuyền có thể hợp thành sợi dây chuyền vô giá có tên là Gaia. Dây chuyền là lễ vật hoàng gia Tây Ban Nha tặng hoàng đế Trung Quốc. Về sau, sợi dây chuyền bị dân buôn lậu chia làm 3 phần tuồn ra khỏi Trung Quốc. Năm năm sau, nhà tù Brest, nước Pháp. Xem ra tình hình của anh cũng không tệ. Cảm ơn. Cần đi nhờ không? Tôi đi bộ được rồi. Hẳn thế rồi. Sống trong đó 5 năm, tôi nghĩ là anh cũng cần chút không khí trong lành. Thật tuyệt khi được tự do. Không phải ở trong tù không có nghĩa là anh được tự do. Phải. Tôi thấy anh cũng thế. Bám theo hắn. Cuộc gọi ẩn danh. Ấn tượng đấy. Bất chấp cả báo động. Chắc là nối thẳng vào hệ thống không dây và tắt toàn bộ máy quay an ninh. Có dấu vân tay không? Không có, thưa sếp. Rất ấn tượng là đằng khác. Chắc vì vậy nên anh mới có cái này. Tôi đang hy vọng ta có thể hợp tác với nhau. Hắn đi đâu rồi? Cút đi thằng cớm. Các cảnh biết là không phải tôi làm mà. Các cảnh không có chứng cứ. Cảm ơn. Chúng tôi phát hiện dấu vân tay của anh ở hiện trường vụ án. Bằng chứng khá vững trước tòa đấy. Hắn đi đâu rồi? Nước Pháp.
kiểm tra kênh liên lạc, nghe rất rõ, kênh liên lạc an toàn. Mau tới tháp Hải Đăng, mọi thứ anh cần đang ở đó. Danh sách giám sát có cần tôi chỉnh sửa cho đẹp không? Được, làm cho tự nhiên vào. Chúc mừng anh được làm người lần nữa. Tôi vào rồi. Tôi sẽ vào vị trí ngay. Cộng sự mới của chúng ta thế nào? Chắc cô ấy sắp tới rồi đấy. Tiền rượu để tôi trả. Xin chào, có ai ở nhà không? Chào anh. Nhiệt liệt chào mừng. Để tôi giới thiệu nhé. Tên trộm xinh đẹp nhất năm, Diệp Hồng. Có quen thân gì không mà gọi cả tên lẫn họ của tôi vậy? Chúng ta tâm sự chút đi. Vẫn còn thời gian mà. Cô có bạn trai chưa? Hay cô đã kết hôn rồi? Anh tới để làm việc hay là tới xem mắt vậy? Trương Đan, tôi cực kỳ nghi ngờ tinh thần nghề nghiệp của anh ta. Cho xin đi. Cô đâu có quen biết tôi. Trần Tiểu Bảo, sinh năm 1989 ở Bệnh viện Đa Khoa Nguyễn ở Cao Hùng. Bố của anh bán báo, mất năm anh 12 tuổi. 16 tuổi anh bỏ học, sau đó gặp Trương Đan mãi cho đến bây giờ. Trong truyền thuyết, anh là xử nam thuộc cung xử nữ. Theo như thái độ nói chuyện vừa rồi của anh, quả không sai. Anh cho rằng tôi không tìm hiểu gì trước khi tới đây sao? Nếu như cô có tìm hiểu, hẳn cô phải biết danh tiếng của tôi trong giới hacker. Được chứ, chỉ có người tự ti mới đi khoe. Nói ít lại, làm nhiều lên đi. Ngoan, không sai, điều tra rất tỉ mỉ. Tiểu thư à, đến lượt cô đấy. Đến giờ diễn rồi. Ngưng ngược đãi động vật. Ngưng ngược đãi động vật. Mọi người chuẩn bị. Còn ai ra giá cao hơn không? Cơ hội cuối cùng. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Bán với giá 200.000 euro. Cảm ơn ông Jameson. Sau đây là tiêu điểm của đêm nay. Xin hãy chào đón cô Đình Đình.
và món hàng độc nhất vô nhị của mình, mệnh chi dực. Cảm ơn. Hy vọng có thể thông qua việc bán đấu giá bảo vật riêng này để giúp thành lập vườn thú hoang dã lớn nhất châu Âu, nhằm giải cứu nhiều loài động vật đang lâm nguy. Đã khóa mục tiêu. $3,100,000 $3,200,000 Tiểu Bảo, xem đi này. Pierre, không cần kiểm tra đâu, cảnh sát Pháp đấy, chuyên điều tra các vụ trộm quốc tế. Trương Đan, anh ta tìm anh đấy. Ông bạn cũ. $4,500,000 Rốt cuộc mọi người có kế hoạch B không vậy? Trương Đan, anh quyết định đi. Cứ theo kế hoạch ban đầu, một con báo săn chỉ có thể đuổi theo một con linh dương. Lão Ma, tới tham gia luôn đi. Đã rõ. $6,000,000 lần thứ nhất $6,000,000 lần thứ hai Bán. Đó, phóng to lên. Xin chào Trương Đan. Đây là nghi phạm mà anh nói à, thanh tra. Có cần hộ tống hắn ra không? Chưa phải lúc này. Diệp Hồng, cô lên sân khấu đi. Lông thú là của những loài động vật đẹp đẽ, không phải cả đám người xấu xí. Đinh Đinh thích mặc áo lông thú, ngưng ngược đãi động vật. Tấn công vào sàn đấu giá. Ngưng ngược đãi động vật. Anh đặt âm mưu gì vậy? Chuyển vật đấu giá về hầm an toàn đi. Đưa khách đến phòng cho khách quý. Tiểu Bảo, mệnh chi dịch là của cậu đấy. Ngưng sát hại động vật. Có một vụ trộm đang tiến hành, mau mở ra. Thanh tra, chúng tôi luôn có mặt ở đây, không ai có thể gọi đội trưởng của các vị đi. Tìm thấy rồi. Còn phải chờ bao lâu nữa đây? Diệp Hồng, vị trí. Giờ tôi đang tới đây. Anh còn ở bên trong mà. Vẫn ở trong.
Tôi đây. Mở hầm an toàn ra. Có người đang trộm bệnh chi dịch ở trong đó. Không thể nào. Nghe tôi nói đi. Cuộc biểu tình là đánh lạc hướng đấy. Mở ra đi. Có lẽ anh nên chia sẻ tin tình báo nội bộ với chúng tôi. Ông đang lãng phí thời gian đó. Mau mở hầm ra. Tôi muốn mọi người cảnh giác cao độ. Đi thôi. Lập tức mở hầm an toàn ra. Lên đi. Trời ạ. Phong tỏa hết mọi lối ra khỏi khách sạn. Bãi đổ xe phong tỏa hết. Đã lấy được mệnh chi dực, mau tập hợp. Không vội mà. Nốt dè đã đến rồi. Tôi cũng muốn chơi lớn với anh ta cơ. Đến lượt anh, lão mà. Xin lỗi. Cẩn thận chứ. Xin lỗi cô. Không sao mà. Cảm ơn. Khỏi cảm ơn. Tôi có thể ngồi một chút chứ? Được chứ. Không sao. Được mà. Ở Cannes có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt. Phải. Thật ra tôi cũng hâm mộ cô lắm. Thật vậy sao? Thật mà. Phim của cô tôi đều xem hết rồi. Mau lên. Mau lên, ngăn chiếc xe kia lại. Mau lên. Đi thôi. Dừng xe. Sao? Dây chuyền của cô. Lão già chết tiệt, kỹ năng lái xe còn tốt quá.
cuối cùng tôi cũng biết kế hoạch B của mấy người là gì. Vậy thì tốt. Giờ chúng ta có thể chậm lại một chút rồi. Toàn bộ băng ghi hình theo dõi ở khách sạn đã bị xóa rồi. Làm tốt lắm. Sao còn chưa gắt kiếm? Không tập hợp Gaia lại thì sao tìm được kẻ đâm sau lưng tôi chứ? Xem ra trong lòng anh đã có câu trả lời. Có lẽ đó là một sợi dây chuyền bị nguyền rủa. Anh xác định vẫn muốn đi theo Kim Cương à? Ông ấy vẫn chờ ngày tôi trở lại. Trăm nghe không bằng một thấy. Anh quả là rất đẹp trai. Cho tôi xin chữ ký đi. Cũng muốn xin chữ ký hay muốn lấy tiền? Muốn lấy tiền. Giang Hồ nói anh rất công bằng. Vừa khéo dạo này tôi thiếu một cộng sự. Thu nhận tôi đi. Biểu hiện của cô lần này rất khá. Chú Cương không nói với cô sao? Đây là vụ cuối cùng của tôi. Nếu tái xuất tôi sẽ tìm cô. Lễ vật của cậu nhanh quá đấy. Cậu thử xem đi. Để tôi thử cho anh xem. Vừa xảy ra sự cố ở đường hầm Cantaro, một vụ tai nạn xảy ra giữa nhiều phương tiện. Hiện tại lý do của sự cố vẫn chưa rõ. Một nguồn tin cho hay hai tên trộm châu báu và một cảnh sát đuổi bắt gây ra tai nạn. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường. Hiện tại vẫn chưa rõ con số thương vong. Kỹ thuật về anh gọi thế này là quan sát đấy à? Ngồi đi. Anh có biết vì sao tôi ngồi ở vị trí này chứ không phải là anh không? Bởi vì anh nịnh hót giỏi hơn tôi. Cũng có thể. Tôi không còn là cộng sự của anh nữa. Giờ tôi là cấp trên của anh. Từ giờ trở đi, anh phải hợp tác để chia sẻ thông tin với mọi người. Đã hiểu chưa? Thứ trên tay anh là gì vậy? Bảo định cầu của Trung Quốc. Giúp tôi thư giãn đầu óc. Anh nên thử xem sao. Tôi muốn tìm người hỗ trợ. Được. Anh có thể lựa chọn bất cứ ai. Tôi không cần cảnh sát. Tôi cần một chuyên gia. Một người có thể giúp tôi tìm được Trương Đan. Ai bảo là anh được tìm người ngoài vậy? Anh muốn tôi hợp tác còn gì? Với cảnh sát thôi. Anh còn để Trương Đan chạy thoát, tôi sẽ không giúp nổi anh đâu. Hiểu chưa? Những vết rách này không phải do con người gây ra. Tôi thấy vụ này khá là rõ ràng. Đây là bức tranh từ thế kỷ 19. Trên lớp vải bạc của nó có một lớp cao bảo vệ từ da thỏ. Da thỏ rất mẫn cảm với độ ẩm. Giờ thì ông có thể tự nhìn thấy rồi. Bên bảo hiểm có bồi thường không? Tôi rất tiếc, nhưng độ ẩm của viện bảo tàng không được duy trì thích hợp là sai lầm của con người. Tôi rất tiếc, nhưng bên bảo hiểm sẽ không bồi thường đâu. Nếu cần điều tra sâu hơn, xin hãy liên lạc lại với chúng tôi. Amberly à? Thanh tra Pierre Bisset. Tôi giúp gì được cho anh? Cô có hiểu biết về một vụ án đặc biệt mà tôi tin là sẽ hữu dụng với tôi. Hiện giờ tôi đang phụ trách vụ án di chuyển của Đình Đình. Chắc anh tìm tôi không phải vì nó chứ? Cô biết người này chứ? Anh biết rồi còn hỏi nữa. Là anh ta lấy trộm mà. Tôi tin cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi này rồi. Anh ta có liên lạc với cô không? Tôi là nghi phạm mà.
Không, tôi không có liên lạc gì với anh ta sau khi anh ta đi tù cả. Tôi còn không biết là anh ta đã ra tù. Tôi hiểu cảm giác bị phản bội. Có cố gắng đấy, Thanh Tra. Đừng giở trò ấy với tôi. Anh không hiểu gì về tôi cả. Tôi biết Trương đang lợi dụng cô là nhằm lấy tin tức để ăn cắp Sâm Chi Đồng. Cho nên anh muốn dùng tôi làm mồi nhử. Không có ai hiểu anh ta hơn cô cả. Với sự giúp đỡ của cô, tôi chẳng hiểu anh ta hơn gì anh đâu. Chúc anh may mắn, Thanh Tra. Nếu cô đổi ý thì gọi tôi nhé. Cảm ơn. Dạo này mày thế nào? Tao thì sống rất tốt. Vâng, tôi có một điều kiện kèm theo. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh phải đảm bảo là Trương Đăng sẽ bị nhốt đến mãn kiếp. Được. Giờ nói xem, Linh Chi Tuyền ở đâu? Anh đồng ý xuất ngoại chứ? Praha, Cộng hòa Séc. Thật tốt khi thấy anh quay lại. Chú Cương đang chờ anh đấy. Chú Cương. Tôi chờ cậu bao lâu nay? Tôi đã nói giao cho cậu là đúng mà. Tốt lắm. Đây là thứ gì vậy? Dùng để giết thời gian thôi. Để cậu về hưu xong thì có việc mà làm. Cậu nhóc Đài Loan, hai người còn hợp tác à? Chú Cương, vất vả rồi. Trước lúc cậu xảy ra chuyện, tôi biết cậu muốn rửa tay gắt kiếm rồi. Lần này phải gọi cậu đến hỗ trợ, quả thực là hết cách mới phải thế. Tấm chi phiếu này vốn nên đưa cho cậu từ mấy năm trước. Cậu yên tâm, an toàn lắm. Có hơi ít một chút, vì tôi đã lấy một ít tiền trong đó để làm vụ này rồi.
Sau khi cậu bị bắt, tôi vẫn ở ngoài nghe ngóng. Tôi muốn tìm ra kẻ đã lấy mất Sâm Chi Đồng. Cuối cùng tôi đã tìm ra, chính là tên nhóc này đây. Đó là Lưỡi à? Đúng thế. Tin đồn thế mà đúng. Hóa ra là chú làm. Trộm cướp cũng có quy củ của trộm cướp. Tôi không giết người, nhưng tôi có thể thuê người giết. Tiền này bỏ ra là xứng đáng. Tôi coi cậu như con cái. Chú biết ai báo cảnh sát không? Có vài người cậu đoán không ra đâu. Đừng có đoán bừa. Chưa chắc đã là cái cậu muốn biết đâu. Tôi rất muốn biết. Là hôn thê của cậu Amber. Vậy thì cũng đáng. Tôi có cơ hội kiếm được một món hời trước khi về vườn chứ. Đương nhiên là có. Bản gai già thì tiền thu về xài mấy đời cũng không hết. Hiện tại chỉ còn thiếu Linh Chi Tuyền nữa thôi. Nhưng lần này cậu phải nghĩ cho kỹ, không thể phạm sai lầm nữa. Chạm khắc mấy em bé này, tôi học được một điều. Bởi vì chúng ta làm từ con nhỏ nhất, nên dáng vẻ nó thế nào sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả bộ búp bê. Rất thú vị. Đây là số mệnh. Hiểu rồi. Nói cho tôi nghe kế hoạch đi. Bây giờ anh đã cầm chi phiếu của Kim Cương, nghỉ hưu đi có phải tốt hơn không? Nói thế nào đây nhỉ? Lòng tham, yêu tiền. Tiền. Người chết rồi thì tiền còn để làm gì nữa? Còn nữa, anh thật sự tin là Amber bắt đúng anh à? Lúc trước anh vì cô ấy mới rửa tay gắt kiếm mà. Cô ấy là người tốt, tôi là người xấu, không thể lừa cả đời được. Đừng nhìn, ta bị theo dõi đấy. Tách ra đi. Được, gặp sau nhé. Lấy ra đi. Cái gì cơ? Sâm Chi Đồng, Mệnh Chi Dực, dây chuyền của Đình Đình. Ai biết anh còn trộm cái gì nữa? Em và bọn họ đều khẳng định anh là kẻ trộm phải không? Nếu anh không phải kẻ trộm thì sao lại ngồi tù? Em đâu có cho anh cơ hội giải thích. Suốt 5 năm em chưa từng tới thăm anh. Tôi không muốn nghe anh giải thích. Vì sao em còn ở đây? Bởi vì tôi hợp tác với cảnh sát để bắt anh. Lần này nếu anh bị tóm thì cả đời đừng mong ra tù. Nếu họ có chứng cứ chứng minh là anh làm thì cứ tới bắt anh. Đừng đi theo anh nữa. Truyền dữ liệu thành công. Chuyển xong rồi. Đúng. Thú vị đây. Đủ rồi. Thử cái này đi. Gaia. Mở thư mục gần nhất đi. Chính là anh ta, người đang giữ Linh Chi Tuyền. Cô biết anh ta à? Đã từng gặp.
Tay này rất giỏi. Có nên báo Kim Cương dựng hành động trước đã không? Không được. Tại sao? Khả năng là chúng ta đã bị theo dõi. Phải thay đổi kế hoạch ban đầu thôi. Tôi quyết định dùng kế hoạch B. Kế hoạch B. Xả nước cứu thân. Cô không đi à? Tôi nhịn được. Thật ra nhịn tiểu không tốt với phụ nữ đâu. Nhưng tôi đã tính toán cả rồi. Đây là cái gì? Phương tiện để phụ nữ đi tiểu ở ngoài. Có thể đứng tè như đàn ông. Thấy thế nào? Chúng ta có thể cùng đứng tè. Anh bị bệnh à? Thứ gì hay vậy? Công cụ để cô ấy đứng tè. Dùng có tiện không? Đột biến thái. Bé tím. Tiểu Bảo, nào, là hắn à? Mặc kệ cô dùng cách gì, nhất định phải lẻn vào pháo đài cổ, tìm được vị trí của Linh Chi Tuyền, dễ như ăn kẹo. Bớt đi. Thôi đi. Thôi đi. Cái gì vậy? Đây là cách của cô sao? Không nói chuyện với anh ta. Vậy làm sao chúng ta lấy được Linh Chi Tuyền? Chúng ta đi thôi. Cậu không bao giờ biết được phụ nữ muốn gì đâu. Anh Lô, nói chuyện chút nhé. Chào anh. Có phải anh vẫn đang sở hữu Linh Chi Tuyền không? Tôi tin rằng anh đang bị một đám trộm quốc tế nhắm tới. Những kẻ này không phải trộm vặt đâu. Bọn chúng đã trộm được 2 phần còn lại của Gaia rồi.
Hiểu rồi. Giờ chúng chỉ cần cái của anh thôi. Thanh tra, nếu như chúng có thể phá được hệ thống an ninh tối tân của tôi thì cứ để chúng lấy. Tôi xin phép. Đồ cường hào. Chào cô. Tôi từng thấy cô rồi. Không thể bịa ra cái gì đỡ quê mùa hơn à? Sao vậy? Rượu vang đỏ này không ngon à? Không phải tại rượu, mà là do nơi này. Nói vậy là có ý gì? Uống rượu quan trọng nhất là tâm tình. Nơi này có vẻ cái gì cũng rất đẹp, nhưng lại thiếu đi hai thứ. Thứ gì? Thiếu âm nhạc và thiếu bạn bè. Cô không chỉ hiểu rượu mà còn hiểu cuộc sống nữa. Xin được tự giới thiệu, Charlie Lo. Xưởng rượu này là của tôi, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi làm ở tạp chí đánh giá rượu Rose. Tôi là người đánh giá rượu. Nói như thế thì xưởng rượu của tôi không nhận được đánh giá tốt rồi. Xin lỗi. Rất vui được gặp. Tôi đi trước đây. Chờ chút. Bây giờ nhạc đã nổi lên rồi. Cô chỉ còn thiếu một người bạn thôi. Muốn làm bạn với tôi không? Tôi còn thiếu bạn. Vậy nếu như tôi để cô phỏng vấn tôi thì cô có đồng ý không? Gọi tôi nhé. Tạm biệt. Lúc nào hắn mới gọi đây? Sẽ gọi sớm thôi. Làm sao cô biết hắn sẽ gọi tới chứ? Vậy sao anh biết hắn sẽ không gọi chứ? Hắn... Tôi là Charlie, tôi chuẩn bị gọi cô đây. Thấy chưa? Alo. Rose, tôi là Charlie. Có chuyện gì không? Tôi muốn lên lịch hẹn phỏng vấn với cô ngày mai nhé. Được, tôi bận rồi. Ngày kia nhé. Được, ngày kia đến văn phòng của tôi phỏng vấn nhé. Vậy anh nhắn địa chỉ cho tôi đi. Tôi bảo tài xế tới đón cô. Sao cô lại cúp máy vậy? Không phải hắn còn đang nói nữa à? Anh phiền quá đấy. Cô đi đâu vậy? Tôi đi kiểm tra xem thử mặt nạ dưỡng da có hiệu quả không. Gọi lại đôi kia. Anh nghe đi. Anh có thấy chuyện vừa rồi không? Vừa nãy anh đừng làm vậy nữa được không? Xin lỗi, giảm căng thẳng ấy mà. Bác sĩ dặn thế. Có tác dụng không? Không hẳn. Anh có vẻ bị ám ảnh bởi anh ta. Tại sao vậy? Tôi không bị ám ảnh. Anh ta là kẻ trộm, tôi là cảnh sát. Bắt anh ta là nhiệm vụ của tôi. Vậy thôi.
Tôi chỉ tò mò thôi. Sorry. Xin lỗi. If I made you Nếu như tôi làm anh thấy không thoải mái. Sau khi Trương Đăng trộm Sâm Chi Đồng, tôi lái xe đuổi theo anh ta trên đường phố Paris. Ngay lúc tôi sắp bắt được anh ta thì một chiếc xe tông vào xe tôi. Tôi bị kẹt ở trong xe. Tưởng đâu mình chết chắc rồi. Cô muốn biết vì sao tôi muốn bắt anh ta đến vậy hả? Bởi vì anh ta là loại trộm xấu xa nhất. Loại trộm vừa kiên trì lại vừa chính trực. Loại trộm mà nếu giờ tôi không bắt được thì tôi sợ là không bao giờ bắt được. Là cô ta. Bây giờ phải làm gì? Chờ cô ta đi ra, sau đó chúng ta theo dõi cô ta. Video hình ảnh bị nhiễu. Giờ thì sao? Tốt rồi. Mời đi bên này. Nhìn cho rõ nhé. Rõ lắm rồi. Không phiền nếu tôi ghi âm chứ? Không thành vấn đề. Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé. Xin hỏi anh sinh năm nào? Năm 1978. Ngày 31 tháng này là sinh nhật tôi. Tôi muốn tổ chức một buổi tiệc đứng, muốn mời cô tới tham gia. Có thể. Chúng ta cứ phỏng vấn cho xong cái đã. Lần đầu anh uống rượu là khi nào? Lúc 16 tuổi. Uống rượu loại gì? Không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là đắt tiền. Chỉ cần là rượu đắt tiền thì sẽ ngon à. Không chỉ có rượu mà cái gì cũng vậy. Vậy tiền rất quan trọng với anh, đúng không? Đương nhiên. Anh Lô, tôi nghĩ mọi người chắc rất muốn biết rốt cuộc anh làm nghề gì. Kiếm tiền. Bất kể là món tiền lớn hay nhỏ, chẳng hạn như pháo đài này, ngoài chỗ để ở, thì tôi lấy phần còn lại để cho du khách tham quan. Vậy thì cổ vật có giá trị nhất mà anh sở hữu là gì? Cô đã nghe về Linh Chi Tuyền rồi à? Tôi không biết. Nhưng nếu như anh đã nhắc tới thì tôi có một đề xuất. Chỉ bằng để tôi chụp một tấm hình của anh và Linh Chi Tuyền, như vậy thì nội dung bài phỏng vấn sẽ càng phong phú hơn. Bây giờ à? Đúng vậy. Được thôi. Mời đi theo tôi. Qua bên này. Đây là một lối đi bí mật. Có tiền thì phải cẩn thận.
Tôi tin là hệ thống an ninh này của anh không giống của người khác. Đương nhiên, hệ thống an ninh dưới đất của tôi nối với phòng bảo vệ. Hơn nữa, trong này có máy quay theo dõi, kết nối với điện thoại của tôi, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Ông Lô, chào ông. Những thứ này là đồ tôi sưu tập. Trong những vật tạo tác này, tôi thích nhất chính là linh chi tuyền này. Đẹp quá. Nhìn qua là biết đắt tiền rồi. Cô không biết chứ, bên ngoài có rất nhiều người muốn chiếm nó, cho nên tôi phải bảo vệ nó kỹ càng nhất. Buddy là bảo vệ trung thành nhất của tôi. Lúc trước bọn tôi đã từng gặp nhau. Buddy rất biết nghe lời, cho dù đôi lúc hơi nghịch ngợm. Không tin cô gọi thử mà xem. Buddy. Tôi nghĩ là mình nên chụp ảnh trước đã. Được. Được. Nào. Xin lỗi. Có phản quang từ tấm thủy tinh kia. Chúng ta có thể... Không thành vấn đề. Thật là tiên tiến. Được rồi, làm lại nhé. Tạo dáng cho có cảm giác hăng hái vào nhé. Chờ một chút. Đúng rồi. Được. Thể hiện tư thái thành công quay về nhà đi. Tôi chụp toàn thân có được không? Được. Cao lên một chút. Được rồi. Hình dung cảm giác trên cao nhìn xuống đi. Anh sang trái một chút đi. Sang trái thêm chút nữa. Sang trái thêm chút nữa. Sang trái nữa à? Vậy mà vẫn nhìn thấy tôi được sao? Góc độ khác nhau mà. Trong Thế chiến thứ hai, khi phát xít chiếm Czechoslovakia, đóng quân ở pháo đài cổ này, họ đã dựng một lối đi bí mật bên trong để đi tới hầm trú ẩn. Bây giờ hầm trú ẩn đó đã được sửa thành hầm rượu. Cô ta đây rồi, đang đi ra. Lệch nhiều quá rồi. Xin chào thanh tra. Xem ra ngồi tù cũng không cải tạo được anh. Không đúng. Tôi đã thử học vẽ, nhưng tôi chỉ giỏi trộm tranh chứ không giỏi vẽ tranh. Một ngày làm trộm, cả đời là trộm. Bình tĩnh. Tôi đã không tới đây nếu không muốn nói chuyện với anh. Tôi đang nghe đây. Amber, đó là vấn đề của anh. Trách nhiệm của tôi là bắt anh. Anh kéo cô ấy vào mớ hỗn độn này, nên đây là trách nhiệm của anh. Đưa cái này cho cô ấy. Đừng để cô ấy tham gia nữa. Có chuyện gì vậy? Anh ta vẫn còn quan tâm tới cô. Anh nói anh hiểu cảm giác bị phản bội.
Ai phản bội anh vậy? Cô bắt đầu có hứng thú kết thân với tôi từ khi nào vậy? Hồi bé, ba tôi là người vĩ đại nhất trong mắt tôi. Tất cả mọi người đều yêu quý và tôn trọng ông ấy. Ông thường xuyên đi xa nhà với lý do đi công tác. Lần nào cũng mang quà cho tôi và nói rằng sẽ có một ngày tôi được đi cùng ông. Năm tôi 14 tuổi, cảnh sát đến, tập kích nhà tôi và thu giữ mọi thứ. Không rõ quà của ông ấy cho tôi có phải đồ ăn trộm không nữa. Cũng chẳng quan trọng. Cảnh sát mang hết mọi thứ đi, kể cả ông ấy. Ông ấy phải đi tù, không để lại cái gì cả. Anh có từng đối chất với ông ấy không? Ông ấy đã qua đời trong tù. Những kẻ như Trương Đan và ba tôi chỉ biết phá hoại cuộc sống của người khác. Thứ bọn họ trộm không chỉ là đồ vật chết, mà còn là sự tín nhiệm nữa. Nhưng cô đâu cần nghe những lời này. Tại sao cô lại đồng ý giúp tôi? Nếu có một ngày có một người cho anh một cơ hội để xử lý một người anh muốn quên nhưng không quên được, thì anh sẽ nắm lấy cơ hội để làm chuyện nên làm. Tôi chỉ không nghĩ là sẽ khó đến thế. Tuy rằng tôi rất hận anh ta, nhưng mà tôi... Đừng nói nữa. Tôi hiểu mà. Charlie sắp tổ chức vũ hội sinh nhật ở pháo đài của anh ta. Tôi phải tới tham dự. Tôi sẽ đi với anh. Tôi muốn đi. Này, đây là máy quét vân tay kiểu gì vậy? Khó đeo quá. Đeo giúp tôi đi. Nhanh lên. Lần hành động này sẽ rất nguy hiểm. Lần nào hành động mà không nguy hiểm chứ? Lỡ như... Tôi nói là lỡ như có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tới cứu cô đâu. Cô cũng đừng có tới cứu tôi. Đây là quy tắc Trương đang đưa ra. Quy tắc gì mà kỳ quái? Chặt quá rồi. Thử xem sao. Quét thất bại. Ấn mạnh một chút. Quét thành công. Mấy cái màu đỏ này là gì vậy? Mấy cái này là máy quay theo dõi đấy. Quan sát được toàn bộ chu vi 50 mét quanh pháo đài. Toàn bộ pháo đài đều bị theo dõi. Rất khó vào trong. Cho nên chúng ta sẽ không đi vào từ mặt đất. Vậy làm sao mà vào đây? Muốn vào cũng không phải là không thể. Chúng ta có thể đi vào từ xưởng rượu bên cạnh pháo đài.
Do đó hai chúng ta liệu có chết vì khó chịu không? Tôi nhờ lão ma làm tài xế xe tải chở chúng ta trong thùng gỗ ủ rượu để tiến vào trong. Trong xưởng rượu có một cửa đường hầm, từ đó có thể đi thẳng vào phòng bảo vệ dưới lòng pháo đài cổ. Tiểu Bảo, sau khi vào trong, tôi sẽ áp chế nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ ở đó và tắt hết máy quay theo dõi lẫn hệ thống báo động. Chúc mừng sinh nhật. Trương Đan tiến vào mật thất qua tháp quan sát. Đúng vậy. Được rồi. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm mở hầm? Cô đã mở đường sẵn cho chúng tôi rồi. Đã tắt hệ thống laser. Hôm nay cô thật sự quá xinh đẹp. Cảm ơn anh. Tôi biết là cái gì anh cũng có rồi, nên không mang quà sinh nhật cho anh nữa. Cô chịu đến dự là quà tặng tốt nhất rồi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cô.
dọa tôi sợ muốn chết. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện dài lắm, mau vào đi. Có phải người phụ nữ nào trong mắt anh cũng là quà tặng không? Đương nhiên là không phải. Vậy thì là cái gì? Giống như cô là chủ nhân của quà tặng. Quét thất bại, làm lại đi. Vậy quà tặng là gì? Có uống cùng tôi về nước, mang theo Linh Chi Tuyền không? Quét hoàn thành. Được rồi, tạm biệt được rồi đấy. Tôi phải đi rửa tay đây. Đang truyền dữ liệu. Tôi đã tới cửa rồi. Nhện đã di chuyển. Này, chuyện gì vậy? Con chó của gã đó cắn nhện của chúng ta. Thời gian sắp hết, mau nghĩ cách đi. Chó à, xin lỗi nhé. Tại mày ép tao thôi. Anh Lô, tên cảnh sát kia đợi gặp anh gấp, bảo là có chuyện khẩn cấp. Anh Lô, Soái ca, bạn cũ của anh lại tới rồi. Tiểu Bảo, sắp hết thời gian rồi. Mở khóa thành công. Dịp Hồng có chuyện rồi.
Mau chuyển vân tay qua đi. Trương Đăng, mau lên. Tất cả đều là giả. Kiểm tra hầm an toàn của anh đi. Mọi thứ đều ổn. Bớt đi. Kho báu của anh đã bị trộm ngay trước mắt anh. Đi theo tôi. Bọn họ đang tới. Bọn họ sắp tới rồi. Cậu rút trước đi. Vậy còn Diệp Hồng thì sao? Đừng nói nhiều nữa, không đi thì cậu cũng tiêu đời đấy. Tìm chúng đi. Báo động toàn bộ lực lượng. Không phải đã nói là phải theo quy tắc sao? Cho nên đừng có yêu tôi. Đi mau. Tôi không giết anh ta đâu. Cấm cử động. Quỳ xuống.
Có gan thì giết tôi đi. Anh nghĩ tôi không dám sao? Thử xem. Đừng ngốc thế. Hãy nghĩ tới Amber. Vậy nên anh mới dẫn cô ấy đến. Anh thông minh hơn tôi tưởng. Lên xe. Nhìn gì vậy? Không có gì, anh chỉ không hiểu thôi. Em đột nhiên cứu anh như vậy là để anh thấy giữa chúng ta vẫn còn cơ hội chứ gì. Tôi thì có thể có cơ hội gì với một tên trộm chứ? Tính tình không đổi được. Anh muốn tìm người đã hại anh. Chưa thu thập đủ gai da thì hắn sẽ không xuất hiện. Nếu hắn không chết thì anh sẽ không có ngày nào yên ổn. Không sao chứ? Anh không sao. Anh lại gây chuyện rồi. Em thì thành đồng phạm. Này. Này. Khỏe không? Vẫn khỏe. Vẫn còn một cái dù. Em đi với bọn họ trước đi. Anh sẽ tới sau. Tôi không đi với mấy người đâu. Em nghe anh nói đi. Anh muốn tìm chú Cương nói chuyện. Anh làm xong việc rồi sẽ quay về. Giải thích rõ ràng cho em, được không? Đi thôi. Người của tôi ở đây rồi. Trương Đan, cậu sẽ không vì cô ả này mà quên chú Cương của cậu chứ? Thứ chú muốn đặt ở trong tay tôi. Đưa đây. Chờ một chút. Chú tới tận đây lấy hàng. Có mang tiền không? Giao hàng cho tôi. Không được. Nếu đưa cho ông ta, anh sẽ không có cơ hội quay đầu đâu. Mau lên. Đưa qua đây. Ông ta đang nói với tôi đấy. Diệp Hồng, cô làm gì vậy? Ông ta mời tôi hợp tác trước anh. Dẫn cô ta theo. Amber. Sau khi giao tù, đừng có bắt đứng tôi nhé. Cô ta vẫn còn nằm trong tay tôi đấy. Tiểu Bảo, ném nhện đi. Giơ tay lên, nằm xuống đất.
Mau lên! Đi mau! Phải tìm cho được cô ấy. Còn anh thì sao? Nhảy đi! Vẫn không chịu hợp tác à? Cho anh 5 phút. Được. Gaia đang ở đâu? Tôi biết nó đang ở trong tay sư phụ kim cương của anh. Nghỉ ngơi một chút đi. Lão ta ở đâu rồi? Tôi không biết. Nhưng tôi biết cách tìm ra ông ta. Không có tôi, anh không tìm ra ông ta đâu. Còn Amber? Cho tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ cứu cô ấy và hạ Kim Cương. Nếu lần này để Kim Cương trốn thoát, để hắn bắn Gaia, chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra hắn nữa. Không bao giờ. Tại sao tôi nên tin anh? Anh còn có lựa chọn khác sao? Với một điều kiện, mang Gaia trở về. Kiev, Ukraine. Người mua đến rồi. Trong chân cô ta. Chú Cương, tôi sẽ tới ngay. Nhanh lên đi. Tôi đi lên đó. Cậu ở đây nhé. Diệp Hồng, cô ấy. Vậy kế hoạch hiện tại của chúng ta là thế nào đây? Kế hoạch B. Này, tại sao cô lại chọn Kim Cương? Ông ta đã cứu tôi. Rất nhiều chuyện không có cách nào lựa chọn.
Thế giới luôn cân bằng, vạn vật đều có nhân quả. Có nhân mới có quả. Có tôi mới có cậu. 5 năm rồi, tôi còn chưa trả đủ cho chú sao? Sao cậu có thể nói chuyện vay trả với người nhà chứ? Vậy cậu lấy gì trả cho cô ấy? Được, đều đến cả rồi, cả nhà đoàn tụ. Tốt, tôi nói cho cậu biết, con búp bê phía sau kia là một quả bom điều khiển từ xa, máy dò cảm ứng, nằm ở ngay bên trong Gaia. Sau khi giao dịch thành công, Gaia rời khỏi nơi này quá một cây số thì nó sẽ nổ. Đây chính là cơ hội tôi cho cậu để trả nợ cho cô ấy. Cô canh chừng ở đây, đừng cho bọn chúng giở trò. Sau khi giao dịch thành công, tôi sẽ gọi cô xuống dưới lầu. Tôi biết rồi. Xin chào. Hành động của anh ở pháo đài bên Z đã khiến cảnh sát chú ý. Yên tâm đi, cảnh sát không tìm ra nơi này đâu. Người mua Trung Đông sợ gặp sự cố đã hủy giao dịch rồi. Tôi khó khăn lắm mới tìm được ông Yeklub ở Ukraine chấp nhận mua. Giữa chừng đổi người mua, vậy là không đúng quy củ. Ông ta không có vấn đề gì đâu. Ông Yeklub rất có thực lực, ông ta đồng ý thêm 20% nữa. Chuyện này anh cứ yên tâm. Anh biết máy này có thể làm gì không? Cắt được cannon nòng đại pháo đấy. Trước đây tôi làm ở nhà máy, rất am hiểu cách dùng thứ đồ chơi này. Cái gì nó cũng cắt được hết. Tôi muốn xem hàng, anh có mang theo đó không? Lấy ra đi. Trước đây tôi và cô đều coi ông ta như cha đẻ. 5 năm trước ông ta bán đứng tôi. Xem ra bây giờ đến lượt cô rồi. Anh không cần nói nhiều với tôi như vậy. Tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi. Vậy thì cô suy nghĩ thử xem, sao ông ta lại bắt cô ở lại đây? Cô cho rằng sau khi giao dịch xong, ông ta sẽ chia phần cho cô à? Cô cũng chỉ là con rối của ông ta thôi. Nếu không tin tôi thì giết tôi luôn đi. Đừng căng thẳng, tôi đang xử lý việc nhà thôi. Bọn họ đang xử lý việc nhà thôi. Bỏ súng xuống đi. Tiếp tục đi. Tiến hành đi. Chuyển tiền. Giao Gaia cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết cô ta.
không nói câu nào đã giết cô ấy. Còn mấy đứa các cậu mà cũng không xử lý được thì còn giữ lại làm gì nữa? Ông coi bọn tôi là gì hả? Vậy cậu coi tôi là gì? Tôi nuôi chó, ném đồ đi nó đều tìm về lại cho tôi. Cậu vì một con chó cái mà rời bỏ tôi? Nuôi chó cũng có quy tắc của nuôi chó. Đây là vì quy tắc của ông không hợp với tôi. Vì sao lại không hợp với cậu? Dịch cho ông ta nghe đi. Không cần dịch đâu. Có phải ông ta có một đứa em không? Đừng nghe hắn nói. Em trai ông ta có phải 5 năm trước đột nhiên biến mất không? Còn nói nữa. Chờ đã, tôi đang nghe đây. 5 năm trước tôi trộm sâm chi đồng cho ông ta. Đang trên đường chạy trốn thì có một gã người Đông Âu đánh lén tôi để cướp sâm chi đồng. Sau đó gã kia bị ông ta giết chết. Vậy thì có vấn đề gì nào? Vấn đề là em trai ông ta, chính là gã Đông Âu kia. Ông biết thì ông sẽ tới sao? Làm sao anh biết chuyện đó? Ông ta không chỉ giết gã đó mà còn cắt đầu lưỡi của gã. Đầu lưỡi của gã có hình xăm giống hệt hình xăm của ông. Tôi thực sự không biết người kia là em trai ông. Cậu ta trộm đồ của tôi nên tôi giết là đúng. Đây là quy củ trên giang hồ. Ông cũng theo quy củ đúng không? Người không theo quy củ chính là ông. Gã Đông Âu đó là do ông sắp xếp. Gã Đông Âu đó cũng là do ông giết. Còn nói nữa hả? Cô dám bắn tôi à? Câu này phải để tôi hỏi ông mới đúng. Nghe kỹ lời tôi nói đây. Tôi liều mạng lắm mới dám đi tìm cậu. Cậu nói đúng, kim cương đã hãm hại cậu. Lão ta đã sai tên Đông Âu đó cướp sâm chi đồng của cậu. Dám bắn tôi không? Bắn đi. Giao cho anh đấy. Nhớ lời tôi vừa nói không? Cái máy kia cắt được mọi thứ. Nhận đáp vào vị trí. 3 2 Khởi động thủ tục tự hủy. 1 kia, ra đây, tao giết chết bọn mày. Giao gai da ra cho tao. Dừng xe lại.
Một cây số, lão cáo già kia chết vì lòng tham của chính lão. Bây giờ Gaia không còn nữa, xem anh làm sao thoát được. Sao lúc nào anh cũng như vậy hả? Toàn làm người ta lo lắng, chuyện gì cũng không nói trước cho em biết. Anh đồng ý với em là sau này có làm chuyện gì cũng sẽ hỏi ý em trước. Tiểu thư à, cho hôn một cái được không? Phụ nữ thật là phức tạp. Nhưng anh đã nói, kế hoạch B. Kế hoạch B là gì? Tùy cơ ứng biến. Gaia đã được trả về cho cố chủ bởi một người quyên tặng bí mật. Chào buổi sáng, anh có chuyện phát nhanh. Cảm ơn. Ông các anh lề mề quá. Đặt ông phải lắc một cái nữa mà. Vậy kế hoạch của chúng ta bây giờ là gì? Kế hoạch C.